Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2 trang 57. Đầu tiên, chúng ta đi vào phần 1 la mã của bài ngày hôm nay, câu chủ động và câu bị động. Xét ví dụ trong sách giáo khoa trang 57. Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau. A. Mọi người yêu mến em. Và B. Em được mọi người yêu mến. Bài này nêu ra yêu cầu rất dễ dàng đối với các em đúng không nào? Câu A. Mọi người yêu mến em. Trong câu này thì chủ ngữ là mọi người, còn vị ngữ là yêu mến em đúng không nào? Còn trong câu B. Em được mọi người yêu mến thì chủ ngữ là em và vị ngữ ở đây là được mọi người yêu mến. Theo em thì ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu trên khác nhau như thế nào? Xét câu thứ nhất, mọi người yêu mến em, thì ở đây chủ ngữ là mọi người thực hiện hành động muốn hướng đến người khác và là chủ thể của hành động yêu mến đúng không nào? Còn trong câu B, em được mọi người yêu mến, thì chủ ngữ lại là em và được hành động của người khác hướng tới là đối tượng của hành động yêu mến. Do vậy, câu A được gọi là câu chủ động, còn câu B gọi là câu bị động. Như vậy, chúng ta rút ra kết luận trong phần này như sau. Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác chỉ chủ thể của hoạt động. Còn câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào chỉ đối tượng của hoạt động. Tiếp theo, sang đến phần 2 la mã, chúng ta cùng tìm hiểu xem mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động là gì. Tiếp tục xét ví dụ trong sách giáo khoa. Câu 1, em sẽ chọn câu A hay câu B để điền vào chỗ trống có dấu 3 chấm trong đoạn trích dưới đây. Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại. Một tiếng ồ nổi lên kinh ngạc, cả lớp sững sờ. Em tôi là chi đội trưởng, là vua toán của lớp từ mấy năm nay. Đến chỗ trống, tin này chắc làm cho bạn bè xao xuyến. Câu thứ nhất là mọi người yêu mến em. Và câu thứ hai, em được mọi người yêu mến. Theo em thì trong bài tập này, chúng ta sẽ điền mọi người yêu mến em hay em được mọi người yêu mến vào chỗ có dấu 3 chấm thì đoạn văn sẽ mạch lạc và nghe xuôi tai hơn. Ở đây chúng ta sẽ chọn câu bị động là em được mọi người yêu mến. Vậy thì tại sao chúng ta lại điền như vậy? Bởi vì nếu điền em được mọi người yêu mến thì cả đoạn văn sẽ liền mạch, thống nhất. Câu trên, em tôi là chi đội trưởng, là vua toán của lớp từ mấy năm nay sẽ có thể gắn liền và mạch lạc với em được mọi người yêu mến. Ý nghĩa của câu B là mọi người đều hướng tới em, nó rất phù hợp với việc cả lớp sững sờ, bạn bè xao xuyến đúng không nào? Tương tự, phần này chúng ta cũng rút ra kết luận như sau. Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngược lại ở mỗi đoạn văn đều nhằm liên kết các câu trong đoạn thành một mạch văn thống nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm bài tập trong phần luyện tập để củng cố kiến thức. Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang 58. Yêu cầu tìm câu bị động trong các đoạn trích dưới đây, giải thích vì sao tác giả chọn cách viết như vậy. Đoạn trích thứ nhất, tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy, nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong dương, trong hòm. Đoạn trích thứ hai, người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến năm 1934. Giữa lúc người thanh niên Việt Nam bấy giờ ngập trong quá khứ đến tận cổ, thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả mấy vần thơ liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ. Sau khi đã được học kiến thức về câu chủ động và câu bị động, thì em có thể xác định được câu bị động trong hai đoạn trích vừa rồi không? Cô nhắc lại kiến thức về câu bị động. Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào, chỉ đối tượng của hoạt động. Dựa vào đó, chúng ta có thể xác định được câu bị động trong hai đoạn trích như sau. Trong đoạn trích thứ nhất,
tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy, nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong dương, trong hòm. Trong đoạn này có câu bị động, đó là có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy, nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong dương, trong hòm. Và chủ ngữ ở trong câu này bị ẩn đi, đó là tinh thần yêu nước được hoạt động, trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê và hoạt động giấu kín đáo trong dương, trong hòm hướng vào, đúng không nào? Còn trong đoạn trích thứ hai, người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến năm 1934. Giữa lúc người thanh niên Việt Nam bấy giờ ngập trong quá khứ đến tận cổ, thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả mấy vần thơ liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ. Trong đoạn này, chúng ta tìm được hai câu bị động, đó là người đầu tiên chịu ảnh hưởng của thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ. Câu thứ hai, tác giả mấy vần thơ liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ. Sở dĩ tác giả chọn cách dùng câu bị động như vậy là bởi vì trong đoạn A thì các câu bị động được lược bỏ thành phần chủ ngữ. Chúng ta có thể khôi phục, có khi tinh thần yêu nước được người ta trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy. Nhưng cũng có khi tinh thần yêu nước được người ta cất giấu kín đáo trong dương, trong hòm. Việc lược bỏ chủ ngữ là nhằm tránh lặp câu thừa. Câu bị động trong đoạn văn này được sử dụng để đảm bảo sự liên kết. Đối tượng được nói đến ở đây là tinh thần yêu nước, chứ không phải chủ thể của tinh thần yêu nước. Câu đầu đoạn văn đã thể hiện rõ điều này. Còn trong đoạn trích thứ hai, chủ đề của đoạn văn là nói về Thế Lữ, người đầu tiên, tác giả mấy vần thơ, chứ không phải nói về thơ Pháp hay những người tôn vinh ông. Hai câu bị động có chủ ngữ cùng hướng về một đối tượng và cùng thống nhất với chủ đề của đoạn. Như vậy, tác giả chọn cách viết như vậy là vừa để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, lại vừa đảm bảo sự liên kết, đúng không nào? Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2 trang 57. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại!